Kinh siêu thị xóm 8 chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Kinh giới thiệu một miếng ruộng nằm ở Kinh Dãy Ốc. Ở miếng ruộng này thì nó gần chỗ khu sinh thái Hoàng Vũ Năm. Thì miếng ruộng này có diện tích là 9.600 m². Có mặt tiền là mỗi mặt tiền là 80 m, như mặt tiền ở đối diện ở đây nè. Từ cái bờ mẫu bên này kéo dài qua 80 m. Rồi cái mặt tiền này cũng vậy, từ cái trụ đá này qua tới bên kia cũng 80 m luôn. Miếng đất này rất là đẹp ha. Sau này thì ở vị trí bụi chuối này nè thì người ta sẽ làm lộ, có quy hoạch rồi. Với cái mặt kia cũng vậy, chỗ cái nhà người dân đang ở đó thì sau này người ta sẽ mở rộng lộ. Sau này mình sẽ cắt nhà ở phía sau cái dây điện này, cái đường hàng cây cục điện. Một lát nữa Kinh sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị xem. Thì ở cái mặt bên đó đó thì mình có một cái nền ngay cái bờ mẫu này luôn nè. Một cái nền này thì cái nền đó thì có diện tích là ngang 4 dài 17 luôn. Rồi ở bên kia, chỗ góc bên kia đó, cái nhà đó thì mình có một cái nhà luôn, là cái nhà cũng ngang 4 dài 17 luôn, 100% thổ cư. Thì cái nền đó thì có giá là 400, cái nhà thì có giá là 650, còn ruộng thì giá là 1 tỷ mốt cho 1.000 m². Thì tiếp theo thì Kinh sẽ cho xem cái hình ảnh thực tế. Tiếp theo thì Kinh sẽ chỉ cái đường vô miếng ruộng. Tại vị trí Kinh đang đứng là cái đường Xuyên Á, còn hướng này thì ra đường Lạc Hồng. Còn cây cầu này là cầu Gạch Giá 2. Hướng này thì mình ra đường Mặt Cũ, chạy thẳng ra Hòn Đất. Hiện tại thì ở đây thì bắt đầu vô mùa mưa rồi. Còn cái đường này là đường Văn Tiến Dũng. Còn đây là con đường ở trước miếng ruộng. Hiện tại thì ngay trước miếng ruộng thì có rất nhiều nhà người dân đang sinh sống. Còn cái con lộ trước ở phía trước là nó rộng 2 m. Khu vực này hiện tại là rất là phát triển. Còn đây là cái miếng nền. Nền này thì cũng của chủ ruộng luôn, mua để cho tiện ra vô. Còn đây là cái phần mé sông này cũng của chủ ruộng luôn. Còn ở đầu ngoài thì chủ ruộng cũng có mua một căn nhà nữa, hiện tại thì đang cho mướn. Còn khi cô chú anh chị nào mua thì có thể mua cái nhà đó luôn ha, để làm cái mặt tiền ra vô. Tiếp theo mình xem cái bản quy hoạch ở đây. Thì ruộng thì có mặt tiền mỗi bên là 80 m, sau này sẽ được hai mặt tiền. Với chiều dài đã trừ lộ giới thì nó dài 93 m. Nhưng mà nếu mình không trừ cái đường giáp lộ thì nó khoảng 100 m. Tiếp theo mình xem cái hình ảnh thực tế. Hiện tại thì cái đường dây điện thì nó nằm ở phía sau nhà của người dân. Thì cái này cho thấy là sau này con đường này mở rất là rộng. Thì giá trị đất ở đây nó sẽ tăng theo. Với theo bản quy hoạch thì ở đây sau này cũng gần bến xe, rồi khu sinh thái. Nói chung gần rất nhiều tiện ích, với cũng gần cái đường Lạc Hồng nối dài luôn. Cái về phần ganh thì từ cái bờ mẫu này kéo dài qua bên tay phải màn hình 80 m.
Miếng ruộng này thì có bán lẻ luôn, tầm khoảng 4 công. Nếu mà mình mua tầm 4 công trở lên thì chủ sẽ tấp. Miếng này thì mình có thể cắt các nhà ở, hoặc là mình đầu tư để đó, hoặc là mình làm mô hình nhà vườn thì cũng rất là ngon. Rồi ngoài ra đó thì kinh cũng còn rất nhiều đất nền, ruộng, nhà ở khu vực Châu Thành, Gạch Sỏi, Gạch Giá, An Biên. Thì cô chú anh chị nào muốn nhờ kinh á thì cứ liên hệ số điện thoại hiện ở trên màn hình. Miếng ruộng này nếu mà ai có vốn mạnh thì đầu tư sau này đầu tư rất là ngon. Từ đây mà mình di chuyển ra tới đường Xuyên Á thì nó khoảng 2 phút xe máy. Sau này thì ở đây thì sẽ làm con lộ. Phía trước thì cũng có con kênh luôn, có view sông. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.